Nếu bạn cảm thấy mông lung và thiếu động lực để cố gắng, hãy nhớ rằng món đồ bạn thích rất đắt đỏ, người bạn thích rất ưu tú và thế giới rộng lớn đẹp đẽ đó như vậy, bố mẹ bạn xứng đáng được ngắm nhìn một lần. Ngay cả đứa bạn ghét cũng đang ngày đêm học tập, bạn còn mặt mũi nào mà nằm trên giường chơi điện thoại. Và vào một ngày của 30 năm sau, bạn bước vào một căn nhà chật chội, bước lên một chiếc xe cũ kỹ, cuộc sống của bản thân cũng không tự quyết định nổi. Nếu không muốn một tương lai như vậy, hiện tại bạn phải nỗ lực ra sao, bạn hiểu chứ? Vào tháng 9 năm nay, bạn sẽ đến được thành phố bạn muốn đến, bắt đầu một cuộc sống khác, gặp gỡ những người khác nhau. Tất nhiên sẽ xuất hiện một tình yêu ngọt ngào. Tất nhiên sẽ phải một mình bắt chuyến xe cuối cùng trong năm. Nhưng trước tiên, tôi mong bạn thực hiện lời hứa, kiên trì, nỗ lực. Một vài tip để chúng ta có thể tự tin hơn mỗi ngày. Đầu tiên, đấy chính là học. Xấu không phải là một vấn đề lớn, nhưng mà thiếu hiểu biết là một vấn đề rất lớn. Nhất định phải học. Nó sẽ giúp nâng tầm chúng ta lên rất nhiều. Thế thì đừng đi tìm đam mê của mình nữa, và cũng đừng đổ lỗi cho hai từ đam mê khi bản thân của mình cố gắng chưa đủ. Mỗi lần sắp chạm đến thành công thì bản thân không đủ nỗ lực và bỏ cuộc và đổ thừa là mình không có đam mê. Các bạn biết không, đam mê nó không có sẵn để mình đi tìm. Đam mê là một quá trình mà bản thân mình phải xây dựng. Hãy bắt tay vào làm một công việc nào đó, hãy làm thật giỏi, hãy đạt đến mức thành thạo mà người ta không thể phớt lờ bạn được. Và lúc đó bạn yêu công việc và đam mê. You cut me open and I tôi nghĩ thời niên thiếu nên có một giấc mơ ngang tàn không sợ hãi. Chúng ta có thể bình thường, nhưng chúng ta phải biết từ chối sự tầm thường. Ý tôi là chúng ta có thể thất bại, nhưng chúng ta phải tiến về phía trước. Em sẽ chết, có thể là tuần sau, có thể là tháng sau, có thể là năm sau, có thể là 50 năm nữa, nhưng mà một ngày em sẽ chết. Cái quỹ thời gian của em trên thế giới này có hạn. Và bất kể em làm gì ngày hôm nay, dù em có tự tin hay là em có không dám làm những cái việc gì mà em muốn làm, thì qua cái ngày hôm nay thôi, quỹ thời gian của em ít đi một ngày. Hearing your name everywhere I go, but it's all in my head.